những cái thiết bị mà màn hình nó bị lỗi á, thì những cái báo cáo nó sẽ bị không hiển thị luôn, tức là nó sẽ bị gọi là lỗi thiết bị, lỗi hình ảnh nó không hiển thị. Và cái độ tương tác của bạn á, giống y như là khi mà một người nào mà bị mở cái bài quảng cáo mà bị đầy như thế này á, là cái này như thế này nè, đây này, tại vì cái hình ảnh nó bị đầy thế này là thường mình sẽ luôn lướt cho nó nhanh qua, nó chiếm cái màn hình của tôi quá, giống như giờ em đang nói chuyện với anh chị mà chơi bút vậy nè, rồi cái này nó nhiều quá tôi lướt cho qua lẹ, tôi không ở lại coi luôn, tôi hoàn toàn không ở lại coi luôn. Đây thì cái kích thước cái bên đó là gọi là 4:4:5, tức là nó sẽ là hình chữ nhật nhưng mà nó sẽ hướng cao một chút xíu. Còn đây là 1:1, tại vì cái máy chiếu nó đã bị kéo ra, hoặc là đây là hình vuông nè. Thì cái mà quảng cáo mấy chị thấy ở trên như là Lazada, Shopee, Tiki, sen đỏ thì nó sẽ thường là 16:9 và 1:1. Tức là 1:1 là nó sẽ nhiều cái ô như mình thấy á. Đây em sẽ giới thiệu cho anh chị thấy. Đây là tỷ lệ 1:1. Tỷ lệ đầu tiên là 1:1. Thì khi anh chị đăng tỷ lệ 1:1 á thì máy tính sẽ tự nhận định xếp thành ô như thế này. Nó sinh tại vì nó đều 1:1 là nó vuông á, thì nó sẽ tự hiển thị như thế này. Đó, còn đây là tỷ lệ 4:5, tức là nó sẽ rộng hơn một chút xíu nữa. Đây chính là tỷ lệ 4:5 luôn, nhưng mà ở dưới này á, khi mình up lên á, một cái bài tỷ lệ 4:5 và những cái bài tỷ lệ 1:1 á, thì nó sẽ tự động phân ô như thế này. Còn đây là tỷ lệ 1:1 nè, nó sẽ dài ra. Bây giờ em sẽ nói lại cái tỷ lệ đầu tiên, tỷ lệ 1:1 nha. Khi mà mình up một cái sản phẩm chạy quảng cáo tỷ lệ 1:1 á, anh chị sẽ được lợi rất là cao. Thứ nhất, hình ảnh sản phẩm của anh chị nó sẽ đầy đủ ở trong cái hình này. Em giả định anh chị được lợi thêm cái là cái caption ở trên nữa, cái title ở trên nữa, tức là lợi thêm một khoản, tức là trong cùng một lúc mới là cái gọi là cái first look là ánh nhìn đầu tiên của mình là chạy cái quảng cáo. Khi mình tới đây á, thường á các bạn sẽ coi một cái quảng hồi xưa cái đây 1 năm rồi trên YouTube á, thì nếu mà nó đang coi quảng, đang coi một cái MV, một cái clip nào đó, thì nó sẽ hiển thị là 3 giây sau bỏ qua quảng cáo, đó là first look. Mà bây giờ tại vì 3 giây á, thì đối tác doanh nghiệp nó cự, nó không chịu, nó đầu lên 5 giây bỏ quảng cáo. Thì trong vòng 5 giây đó mình bị ép xem quảng cáo, mình bị ép xem quảng cáo thì, nhưng mà vẫn là quy tắc 3 giây. Thì trong 3 giây đó anh chị á, sẽ truyền đạt được cho khách hàng rất là nhiều. Một cái khoảng trên là title, caption, là cái hình ảnh, và ở dưới đây đi theo cái chi tiết. Còn mà anh chị chụp cái hình dài như nãy là ôi qua cho lẹ, nó chiếm màn hình của quá. Nhưng mà trong cái first look đó, nó giống như em thấy đây, hiển thị hình này đầu tiên nó là phải attract. Attract làm nó hấp dẫn mình mua. Tức là tại sao đây là một cái gì, đây là cái điện thoại iPhone. Thì trong đây là bài quảng cáo của ấp lưng iPhone. Những anh chị cầm điện thoại iPhone sẽ không bao giờ thấy quảng cáo ấp lưng của Samsung. Những chị cầm điện thoại Samsung sẽ không bao giờ thấy quảng cáo của ấp lưng iPhone. Đó là nguyên. Thì bây giờ như em đang cầm trên tay một cái iPhone 10, iPhone 11, đây là quảng cáo iPhone 11 nè. Đây quảng cáo iPhone 11 nè. Thì người cái đối tác khách hàng nó lọc ra và nó xem, nó thấy được, nó mua rất là nhanh. Còn những cái quảng cáo khác, những thiết bị khác là tôi không quan tâm. Đó thì thường ở lại anh chị sẽ xem đây, còn thí dụ quan nghe quảng cáo sữa, thấy không? Đây là quảng cáo sữa của một cái cửa hàng sữa tại MM. Thì trong đây nè, một cái hình, đây là tỷ lệ 4:5. Cái lợi là giống như mấy anh chị chụp một tấm hình, mấy anh chị chạy quảng cáo, mấy anh chị chạy xong, tại sao mấy anh chị không đạt được cái hiệu quả trong quảng cáo làm sao? Tại vì những cái detail trên hình, cái là mình mượn luôn không gian trên hình như thế này, mình mượn luôn không gian trên hình, tại vì ta sẽ mình bỏ trống nó, trong khi nhà đầu tư nó lại tận dụng những cái của như là Shopee rồi như nãy này nè, nó tận dụng hết luôn lên đây nè, tận dụng hết đây nè, chứ không bỏ trống. Còn mấy anh chị chụp mà cái before after, sau khi làm, trước khi làm, còn cái xung quanh cái mặt khách hàng gì bỏ trống trơn, đâu xài tới đâu. Rồi thì trong đây nè, ví dụ như đây nè, ở đây là một cái giá cực sốc, một cái lon sữa và nhiều cái lựa chọn trong cùng một cái màn hình điện thoại, kéo đến là thấy đầy đủ luôn. Và ở đây nếu mà anh chị nào mà quan tâm đến sữa thì chị sẽ dừng lại sao, bấm xem chi tiết, nó sổ xuống, cảm thấy hợp lý bấm vào mua hàng. Còn cái nào mà đầy màn hình là thu cho qua liền, tôi không có lợi. Đây còn em ví dụ như đây là một cái quảng cáo cho Foreman nè, xăng hàng khủng, chữ không thấy đó ha. Thì nó có là trong cái hình này, nhìn vô first look đây dành cho nam và phải xăng hàng khủng, có nhiều lựa chọn bên dưới trong cùng một màn hình. Còn bên đây em sẽ nói tiếp về cái phần bên đây là về cái phần tỷ lệ 1:1. Đây nó ở trong các trường đại học bây giờ á,
là nó có một cái khóa học là Digital Marketing. Hồi xưa nó gọi là dạy marketing, tức là tìm thị trường. Bây giờ các trường đại học nó thêm vô một cái khoản nữa là Digital Marketing vô, là làm sao để cái bài quảng cáo nó chạy ra được giống như vậy. Tức là khi mà chạy quảng cáo thì Facebook á, trời ơi, hiện nay anh cũng thấy luôn, anh thấy nhiều người ham lắm. Chỉ cần cái bài quảng cáo chạy đến nha, là sổ cái là kéo ngang cái là nó chạy vui vui qua, là thấy được rất nhiều sản phẩm trong cùng một màn hình, trong cùng một thời điểm, mà trong cùng một tương tác, tại sao nó kéo đến đây rồi nó lướt qua, nó thấy được tất cả những cái kia. Nó không có nghĩa là thật ra thì có một số người, hầu như hồi xưa cái có một cái mấy anh làm bên Vinaphone, nó gửi thông tin cho em, Phương chạy giùm anh cái quảng cáo này lên. Nói trời đất ơi, anh chỉ gì đâm rừng vậy đó, cái gì mà gối trước này gối kia gọn gì mà soạn này. Nó nói khách hàng họ khờ lắm, nhưng họ có tiền anh ơi, đừng thách đó, họ đọc cái quảng cáo đó, tôi là tôi cần cái đó thôi, họ có tiền, đừng có bắt họ phải đọc cái quảng cáo. Thì đây anh thấy không, cái hệ thống của Tiki, Shopee, Sang Đỏ này không, như em là thì em xài Android á, thì những cái quảng cáo điện thoại Android nó hiển thị vô, thì chỉ cần lướt qua là nó sẽ hỗ trợ làm sao tận dụng không gian trên ảnh, ở đây sale số phần trăm trong ảnh luôn, tận dụng luôn cái ngày là bắt buộc gì phải mua là cái hình cái điện thoại này để ưu đãi. Và ví dụ như tôi muốn tìm thêm sản phẩm, tôi chỉ cần dùng cái tay tôi lướt qua cái là sẽ chạy sản phẩm ở kế bên, không cần mình phải bấm vào xem đâu. Không đâu, thì dụ cái giá đầu tiên cực không, cực sốc muốn bấm được mua, tức là cái đó là digital, tức là kỹ thuật làm sao làm được cái quảng cáo này. Còn phần của em thì em cảm thấy như digital nó chưa đủ, đối với em phải thêm media nữa, tại vì phải là digital media marketing, tại vì cái đến khách hàng đầu tiên vẫn là media, tức là diễn quả hình ảnh video, giống như một cái video chạy trên YouTube, Facebook, nó có cái nguyên tắc 3, 5, 10, 15. Thật ra 3, 5, 10, 15 là sao? Thật ra đối với nhiều người không hiểu, bây giờ là nó bỏ là 5, 10, 15, tức là trong vòng 5 giây đó là bắt buộc khách hàng phải biết tôi bán cái gì. Anh thí dụ dùng cái quảng cáo của Sơn Tùng không cho Pepsi đi, thì mấy anh chị không tin, mấy anh chị mở lại lên, hay là Vinamilk, hay là bất kỳ luôn, Shopee, tức kia Sang Đỏ luôn, trong 5 giây đầu mà nó không nói được nó đang bán cái gì là em thu gì cũng thôi luôn. Đó là nguyên tắc 3, 5, 10, 15. Sau 5 giây đầu thì nếu anh chị ở lại coi thì anh chị sẽ coi thêm 5 giây nữa là 15 giây. Còn nếu 5 giây đầu chị bỏ rồi nó không quan tâm nữa, tại nó thật ra nó đã truyền hết rồi, còn nó là Tiki, Shopee rồi, nó là Pepsi, nó là Dr. Thanh rồi. Còn nếu mà chị coi nữa nó mới tính tới, tức là lần sau là 10 giây. 10 giây là sao? Đó là nội dung cần sẽ truyền tới. 15 giây là gì? 15 giây học kỳ, nếu anh chị coi tới 15 giây là chắc chắn chị sẽ coi hết quảng cáo. Thật ra những cái phía sau là nó sẽ rất là chậm, nó rất là bình thường. Nhưng mà ví dụ như là ví dụ như bên Shopee, Tiki đi, thì đầu tiên 5 giây là nó nói về Shopee, Tiki đi, sau thì nó sẽ nói về cái là giao hàng nhanh, là tiện lợi, hay là shop này là giảm giá sắp 1000 đồng gì đó. Rồi tiếp theo nó sẽ là nói hết, tức là nó sẽ quy tắc 5, 10, 15. Nếu mà ai coi hết 15 giây chắc chắn sẽ coi hết 30, 10 giây. Còn ai mà 5 giây bỏ qua thì chắc chắn họ sẽ không coi tiếp, hình ra họ cũng không quan trọng gì. Đó là quy tắc. Quy tắc diễn họa hình ảnh, quy tắc về Photoshop, quy tắc về cái truyền đạt, đó là first look. Khách hàng thấy đầu tiên vẫn là media. Thì để làm được cho khách hàng thấy, nó là digital, kỹ thuật trên Facebook, YouTube và Google. Cái đó tìm đến được khách hàng á, đúng đối tượng mua của nó gọi là marketing. Ở đây có anh chị nào không hiểu cái phần như rồi không? Em sẽ nói kỹ lại. Đây em cũng sẽ nói lại cái em sẽ quay lại cái phần mà dùng hình ảnh bắt mắt đây. Trong đây là một cái hình quảng cáo của siêu thị điện máy Chợ Lớn. Những đây là một trong những nội dung mà rất là thành công, kiểu mà bây giờ nó y như là phun cái copy ra. Tất cả các hệ thống thương mại điện tử đều đang sử dụng cái cách quảng bá như thế này. Thì đây là một trong những quảng bá mà hầu như nếu mà anh chị đi lọt cái phong cách này á, thì anh chị cũng sẽ rất mà, có nghĩa là có nhiều người đặt câu hỏi là Facebook hiện tại đang nhận là 500.000